Mến chào tất cả bạn Hồ Lan. Mình là Hồ Lan Thanh Anh và sáng nay sẽ giới thiệu các bạn nhà mình đang có những cây hồ điệp Đại Đà Lạt có 300 năm. Những cây này thì nó sẽ thích hợp để các bạn chúng ta kích hoa chơi Tết nha. Cây này là cây cắt cành một lần này. Và khi các bạn mua vừa thì chúng ta kích hoa, nó sẽ bắt đầu cho ra những cái bồ hoa ở những cái nách lá tiếp theo nha các bạn. Đây, những cây này đều là những cây cực kỳ khỏe. Đó. Ví dụ cây này đã cắt hoa đó, cắt cành một lần thì các bạn kết hoa nó sẽ ra từ những nách lá tiếp theo. Còn cái số lượng ra bao nhiêu ngọn hoa thì chúng ta có nhiều cách để kết hoa. Cách đơn giản thì nó sẽ ra một ngọn, để chúng ta chơi Tết nó sẽ ra nhiều hoa hơn. Còn cách thứ hai là cho ra rất là nhiều ngọn, nhưng mà khi cây ra quá nhiều ngọn ấy, thì thường nó sẽ có lượng hoa ít hơn, đúng không? Do đó là kết hoa như thế nào rồi để cho kịp Tết cũng là một quá trình, được chưa các bạn? Và hôm nay thì các bạn hãy sưu tầm những cái hồ điệp như thế này để vừa chúng ta chăm sóc này khoảng một tuần để cho nó quen với môi trường nơi chúng ta đang sinh sống, đúng không? Các bạn tưới bơm 12 hoặc là xây lá nha đam ra để mà tưới thì cây nó bắt đầu nó quen với cái môi trường nơi các bạn đang sinh sống. Và sau đó thì các bạn chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta bắt đầu kết hoa, đúng không? Và cái việc khi nó thay đổi thời tiết các bạn, thay đổi môi trường thì nó cũng là một điều kiện để cho cây tự nhú mầm ra luôn, đúng không? Đây, những cây thế này các bạn mua vừa thay kết hoa thì nó rất là tuyệt vời rồi. Đó, nó cái cành một lần thôi, đó, nó sẽ nhú từ những cái nách lá ra, chúng ta sẽ có những cây hồ điệp rất là tuyệt vời. Và đây vừa màu sắc thì những cây này nó thực sự là đa dạng như bạn, cực kỳ đa dạng và màu sắc luôn. Đây, ở trong đó thì những cái màu nổi bật như mình đã từng giới thiệu rất là nhiều. Đó có lẽ là chúng ta sẽ có những màu màu vàng này, đây có vàng thần tài này, lá tím này các bạn, rồi chúng ta sẽ có màu tím chớp này, rồi tím đậm này, rồi chúng ta sẽ có những màu hồng này, đó, rồi trắng vừa ba, trắng nhị đỏ này, rất là nhiều luôn, rồi màu đỏ ớt này, những cây đỏ ớt thì thường lá của nó sẽ tét một chút nha, cây đỏ ớt thì do đặc trưng của cái kiểu cây nó sẽ là như vậy. Đúng không? Nó sẽ là như vậy rồi. Và khi đóng hàng cho các bạn thì mình sẽ lựa những cây tốt nhất nha, những cây sẽ không bị lỗi hoặc bị lỗi rất là ít ở gửi, đúng không? Một phần lớn là những cây sẽ không lỗi. Còn những cây nó có màu sắc đặc trưng mà nó rất là độc đáo, thường thường là những cây cái lá nó không quá đẹp như các bạn đó. Rồi các bạn có thể sưu tầm nhiều những cây thế này vừa kết hoa chưa Tết thì đây là đúng dịp luôn nha các bạn. Đây. Ở đây có rất là nhiều luôn. Rồi các bạn muốn sưu tầm như thế nào thì đều có hết. Và trong cái lô hồ điệp này thì có đến mười mấy màu nha. Số lượng màu sắc thì quá nhiều để các bạn có thể chúng ta sẽ kích hoa để chơi Tết, đúng không? Và các bạn biết rằng cái cây hồ điệp thì nó nở hoa thực sự là rực rỡ nha. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì còn những cây hồ điệp nó là cây nó khoe sắc rực rỡ cùng với hoa mai và hoa đào. Trong nhà chúng ta có một chậu hoa nó khoe sắc rực rỡ như vậy thì chắc chắn là chúng ta cảm thấy rất là thích thú. Với lại là cây hồ điệp nó có thể cho hoa rất là bền, thời gian cho hoa của nó là đến 5-6 tháng như các bạn. Nếu cái này đủ không gian thoáng đãng một chút, có một chút nắng thì gần như cây hồ điệp nó rất lâu mà nói đến việc là nó tàn hoa nha các bạn. Đó, đó là một trong những ưu điểm nổi bật mà gần như khó có cây hoa lan nào có thể so nổi, đúng không? Cơ cả một số dòng dendro nắng cũng không có thời gian cho hoa bằng cây hồ điệp đâu, hoặc là một số loại lan rừng thì nó càng ngắn hơn nữa. Do vậy mà các bạn hãy sưu tầm những cây hồ điệp thế này. Vừa các bạn trồng thì chúng ta lột bỏ vỏ nhựa nha, cắt bớt những rễ hư rồi chúng ta bỏ vào như vậy, chúng ta chèn than hoặc là xơ dừa xung quanh đỡ như vậy thôi nha. Nếu các bạn chèn xơ dừa thì độ ẩm nó cao thì các bạn tưới ít thôi, ta chỉ tưới trên lá, tưới ít vào phần giá thở. Thì khoảng hơn một tuần các bạn đem về thì chúng ta sẽ bắt đầu kết hoa, là chúng ta sẽ có những chậu hồ điệp rất là đẹp vào dịp Tết như các bạn. Và mỗi chậu thế này mình sẽ bán với giá là 40k nha, 40k. Và nếu các bạn muốn mua thì hãy liên hệ qua số điện thoại 070 272 3260. Số điện thoại là 070 272 3260. Các bạn có thể gọi Zalo
cũng có thể nhắn tin, cũng có thể để lại những bình luận dưới cái video này. Mình sẽ liên lạc với các bạn để mà tư vấn cũng như là giúp cho các bạn có thể lựa chọn được những cái hồ điệp tốt nhất chúng ta có thể chơi trong dịp Tết. Đó, cây này thì quá nhiều nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và nếu chúng ta đam mê yêu thích lan hồ điệp thì hãy sưu tầm những cây như thế này. Đây, rất là nhiều.